Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử vi tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003 tháng 4 âm lịch, năm Nhâm Dần 2022 trong chuyên mục Tử vi của 12 con giáp. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị may mắn, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Mùi thì không những tài giỏi nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống của mình. Những người tuổi Quý Mùi họ rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này thường có kiến thức khá là sâu rộng, uyên thâm, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ vậy, họ luôn là những người mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Vậy nên trong tháng 4 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố nồng hậu, thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc, hóa giải vận xui cho quý gia chủ tuổi Quý Mùi. Trong tháng này cũng mang lại cho những gia chủ những cơ hội đổi đời, nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Và ngay sau đây sẽ là nội dung tử vi của những người sinh năm 2003. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Quý Mùi sinh năm 2003 có mệnh mộc, dương liễu mộc, có nghĩa là gỗ cây dương. Người sinh năm 2003, Quý Mùi, thường có tính tình hiền lành, thích sự trầm ổn, không muốn gây nổi bật. Em muốn kết bạn với những người tuổi này thực sự rất may mắn, bởi vì tuổi Quý Mùi rất trọng nghĩa khí, sống biết trước biết sau và hết mình với bạn bè nên được nhiều người yêu quý. Thế nhưng đôi lúc bạn sống vì người khác quá nhiều nên khiến bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Tuổi Mùi khó tránh khỏi những lúc khó xử. Thời gian này, một số người tuổi Quý Mùi thường có xu hướng tìm việc làm thêm. Tuy nhiên đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí là làm những việc thiếu pháp luật, trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp ất âm mộc nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mùi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Mùi năm 2022. Với những Quý Mùi đang ngồi trên ghế nhà trường, việc học hành tiến triển thuận lợi, gia chủ có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra và bước sang trang mới của cuộc đời. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều nên bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi và tốt nhất là nên giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háu đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên, thầy cô. Vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính nhìn chung bình ổn, một số bạn có thể kiếm được những đồng lương đầu tiên nên đây có thể coi là một dấu hiệu đáng mừng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ, người thân nên cuộc sống nói chung là ổn định. Người tuổi này nên học cách chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch rõ ràng, tránh dùng tiền phung phí cho những mục đích không thực sự chính đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt,
vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi của phong thủy lộc tài cho thấy những người tuổi Quý Mùi chủ yếu có sức khỏe tốt trong năm 2022. Có điều, cần giữ tinh thần lạc quan, hăng hái, tích cực khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Gặp khó khăn cũng không nên chán nản, thất vọng, suy nghĩ quá nhiều gây ảnh hưởng không tốt đến tinh thần. Đặc biệt là năm mệnh trẻ tuổi nên dễ nóng nảy, chú ý tránh xô xát với người khác nếu không dễ bị thương ngoài ý muốn. Cần chú ý mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng nhưng khó tránh bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kinh nghiệm quá nhiều việc một lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào cũng không hay. Người tuổi Quý Mùi còn trẻ thường bị cuốn vào công việc tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Các quý vị gia chủ Quý Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, mối quan hệ xã giao của những người sinh năm 2003 mở rộng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Không chỉ có các mối quan hệ bạn bè mà còn có cả quan hệ đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới. Cần chú ý cách cư xử để gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ Quý Mùi có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn bè và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho những người bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ rằng mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cần phải thận trọng cả bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà không hề hay biết. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, Tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 4 năm 2022, tức ngày 12 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức ngày 24 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 4 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát lần sau. Xin mến chào!